Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Như thường lệ thì giờ phút này tôi cùng với đại chúng chia sẻ về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác. Hôm nay là kỳ thứ 64 thì phải, 64. Dạ đúng rồi, 64. Giờ này ở tại Việt Nam là 6 giờ sáng. Ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mà tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn này thì 7 giờ chiều tối. Bắt đầu là vào cái mùa cuối mùa thu sang đông, cho nên khí trời rất là mau tối. Thưa đại chúng, huynh đệ mình tiếp tục học cái bài vừa qua. Cái bài vừa qua nó một lần nữa Thiền sư Huyền Giác lại nhắc về cái tiếng chánh pháp. Sư tử hống vô quý thiết. Cái dường như đây là cái câu mà nguyên sáu chữ này được nhắc hai lần. Hai lần trong cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Cái lần trước gọi là sư tử hống vô quý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước huy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Còn kỳ này thì nó là sư tử hống vô úy thiết, thâm ta mong đóng ngoan bì đát, chí tri phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến như lai khai bí quyết, hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, ba ly huỳnh quang tăng tội kết, Di Ma đại sĩ đốn trừ nghi, do như hết nhật tiêu sương tuyết. Cái bài này rất ý nghĩa. Để nói lên cái tiếng chánh pháp, cái tiếng cái giáo pháp của Đức Phật gọi là chánh pháp. Bởi vì cái giáo pháp này không đặt nặng là một giới điều, không bắt buộc con người phải thề thốt, đành rằng trong giáo lý đạo Phật có nói là thệ nguyện. Thệ nguyện, chữ thệ cũng là cái ý, nó là cái lời thề, mà thề ở đây á, là theo cái nguyện lực của mình, theo cái sự phát tâm của mình. Bởi vì cái giáo pháp của Phật là giáo pháp đưa tới cho con người tự tại Bồ đề, Niết Bàn. Thậm chí tôi nhắc tự tại, đúng là trước cái chữ tự tại là phải có khinh an. Nếu chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta không có khinh an, không có tự tại, không có hạnh phúc là chúng ta không không đi đúng con đường của Phật dạy rồi đó. Giáo lý đạo Phật là giáo lý dạy cho chúng ta tự tại. Mà muốn có tự tại thì phải có khinh an rồi đó. Khinh an nói cách khác hơn là mình xem nhẹ mọi cái tình huống của trần đời. Tất cả những gì của trần đời này có được bằng cái hình tướng dài ngắn rộng hẹp vuông tròn xanh vàng đỏ trắng trơn nhám cứng mềm vân vân, những cái gì mà bằng hình tướng mà ta rờ mó nắm bắt được đều là hư vọng, đều là nương gá, đều là giả dối mà thành.
vì lẽ đó mà mình xem nhẹ đó, gọi là khinh an, xem nhẹ đó để rồi mình an lạc, mình an ổn, mình an lành với cái cuộc sống của mình. Trên dưới 100 năm có mặt ở cuộc đời này là khách lữ hành. Mình sống làm sao mà cái lương tâm lương tri của mình nó không có nặng trĩu, không có dằn vặt. Không làm khổ người, không triệu nặng khổ mình. Thì như vậy mình có khinh an. Còn nếu như mình sống mà cái tâm mình nó phóng, nó muốn làm cho người thất bại, đau khổ, ê chề, nhục nhã, thì chính tâm mình nó đã bất an rồi đó. Nó bất an ngay giờ phút vọng tưởng, chưa có hành động mà đã bất an rồi đó. Vì vậy mà cái chúng ta phải có khinh an. Nghe cái giáo pháp nhà Phật, nghe cái chánh pháp nhà Phật, phải có khinh an, phải xem thường, phải xem nhẹ mọi sự việc trên cuộc đời này, tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lợi, phú quý, vinh hoa. Mà chư chư lịch đại tiền nhân đó nói là công danh phú quý, nó giống giống như giấc mộng Nam Kha. Cho nên nó công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, thị phi như hoa rơi buổi sáng, phải quấy được mất hơn thua, thịnh si như hạt sương đêm. Nếu mà chúng ta quán chiếu như vậy, chúng ta thực tập như vậy thì bảo đảm rằng chúng ta sẽ có khinh an, chúng ta sẽ có tự tại. Mà đã có khinh an, có tự tại thì sẽ có bồ đề, có niết bàn. Vì vậy mà cái tiếng chánh pháp, cái tiếng chánh pháp ví như cái tiếng sư tử rống. Sư tử nó rống một cái vô tình thôi, vậy mà không có một cái con thú nào mà không hoảng sợ cả, tự động bay. Chim thì bay tung té, cò bay tung té, hươu nai, thậm chí voi, ngựa chạy cong đuôi. Chứ đâu phải sư tử rống là sư tử dồ mồi đâu, vừa ngủ dậy rống lên. Thì cái tiếng chánh pháp của Đức Phật là cái tiếng tỉnh thức, cái tiếng mà làm cho thiên ma ngoại đạo vỡ óc xé tim gan. Những ai mà nhẹ dạ, yếu mặt, yếu tim, suy thận là bể hết, nát hết. Cho nên vậy là tiếng 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 sư tử ví như tiếng chánh pháp dạy bước đi không sợ hãi. Thương thay cho những người nhẹ dạ mê mờ, tim bị si, óc kém, cứ làm càng sợ tội nọ tội kia, thật khù khờ không hay rằng kho chánh lý của Như Lai đã mở. Như Lai mở cái lòng đại từ bi đại hỷ xả của Như Lai mở ra, mở ra cứu vớt cứu độ, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng dung nạp cho chúng sanh mà biết quay đầu. Đã là con người sanh ở trần thế này không ai không tạo tội lỗi, nhưng mà tạo tội lỗi biết quay đầu, biết hướng thiện. Còn kẻ mà tạo tội lỗi bởi ba nghiệp thân khẩu ý mà không biết quay đầu, không biết hướng thiện, mà làm càn, làm bướng, làm tới để chứng tỏ rằng mà ta đây là danh vọng, ta đây là tiền tài, ta đây là uy hùng, ta đây là uy lực, ta đây là uy dũng, ta đây là ngon. Thì những kẻ đó cái đường tu xa xôi lắm,
dịu dợi lắm, dầu rằng tay chuông tay mỏ, đời chuỗi đeo tràng hạt, miệng thì niệm tụng niệm rân trời, nhưng mà thực chất để thay đổi ta ý thức khó lắm. Vậy cho nên tôi mong rằng đại chúng cố gắng học hành, cố gắng chịu tư duy lắng động nghe, bởi vì Như Lai đã mở cho ta cái kho chánh pháp. Có hai thầy tỳ kheo phạm giới dâm và sát, đó là thầy Dũng Thí và thầy Phạm Thí. Hai thầy này, một thầy thì phạm giới dâm, một thầy thì phạm giới sát. Cho nên cứ sợ tội. Sợ tội mà lại thêm thầy Ubali, là luật sư Ubali, cầm cân, cầm giới luật, giới pháp. Cho nên quyết định là tẩn xuất hai thầy này ra khỏi tăng đoàn. Gọi là hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, ba ly huỳnh quang tăng tội kết. Hữu nhị tỳ kheo là có hai vị hữu vị, hữu nhị là có hai vị tỳ kheo phạm dâm sát, một ông phạm giới dâm, ông phạm giới sát. Đành rằng bốn giới ba la di thì giới dâm là đầu tiên rồi tới giới sát. Nhưng mà dâm có cố dâm không? Sát có cố sát không? Ở ngoài đời người ta còn có cái luật phan hồng, giết người hay là phạm tội thì khỏi có cố không? Phải thể nghiên cứu, phải điều tra, phải phải tìm hiểu, phải cật vấn, phải lấy cung coi coi cái tội này là cố sát, cố dâm, cố làm tội hay là vô tình làm tội. Nếu mà cố tình làm tội thì phải xử đúng luật nghiêm minh, còn mà vô tình vì một lý do, một hoàn cảnh nào đó thì cứ theo lý do hoàn cảnh mà tình tiết giảm án vậy thôi. Thì bất cứ là quốc gia nào, ở tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đây cũng vậy, hay là ở Pháp, ở Đức, ở Thụy Sĩ, Thụy Điển, ở thuộc châu Âu cũng vậy, ở châu Á cũng vậy, ở châu Mỹ, châu Úc cũng vậy. Cái tội kia nó cấu thành tội, mà cấu thành tội này là cố tình để thành tội, để biết mà làm tội, hay là vì nhân duyên, vì hoàn cảnh nào đó mà làm tội. Ví dụ như vô tình hay là cố ý, lỡ tay hay là cố cầm gươm dao để sát thủ, không? Thì ở ngoài đời nó còn như vậy, thì các vị nghĩ trong luật nhà Phật thì còn tha thứ, còn dung dứa như thế nào? Nếu như mà cái giới mà không có cố tình, không có che giấu thì Đức Phật cho phép là coi như là sám hối. Rồi thí dụ như có nhiều thầy tỳ kheo phạm giới dâm, thì bây giờ nếu mình phạm rồi thì coi như mình cứ xả giới thôi, xả giới rồi ra đời vậy, rồi chừng nào mà cảm thấy mình cố gắng, mình ăn năn, mình hối cải, mình giữ gìn, mình đừng cho phạm nữa, mình có thể mình vượt qua được, thì cứ cố gắng vô thì tu lại từ đầu, không có chấp chặt chi hết. Chỉ sợ là có nghĩa là có người tội mà không phải tội một lần, mà cứ rồi cứ gọi là ăn quen nhịn không quen, ăn quen nhịn không quen, rồi cứ tội hoài, làm tội hoài mà coi như không không ăn năn, không hối cải, thì cái tội đó gọi là ba la di, đoạn đầu mất giới pháp. Dầu là mang y có bá nạp đi chăng nữa, dầu có đội từ lư đi chăng nữa, dầu có mà làm cái gì đi chăng nữa, nhưng mà thật sự là thân tâm nó không trong sạch. Mà thân tâm không trong sạch là tự động mất giới thôi, chứ không có cần ai xả. Một vị tu hành mà phạm giới dâm, phạm giới sát, phạm giới trộm, phạm giới vọng, đúng theo cái luật pháp của xã hội, cũng như kết hợp với luật Phật chế, thì coi như là tùy cái tội nặng nhẹ thì y như vậy thôi.
Cho nên thật chất thì các vị biết tôi đã nhắc hoài, nhắc đi nhắc lại cho chư huynh đệ biết đó là giới pháp nhà Phật đó, Đức Phật chế giới pháp thì cũng là căn cứ vào cái luật pháp của quốc gia. Thành ra giới tỳ kheo gọi là giới tướng, các vị nhớ, gọi là giới sinh văn đó, gọi là giới tướng chứ không phải giới tâm, giới tướng. Vì gọi là giới tướng cho nên nó tùy theo cái hoàn cảnh, cái xã hội mà có thể thuyên giảm, có thể phải cần giữ cho trọn vẹn 100%, hay là tùy quốc độ, tùy nhân duyên mà có thể uyển chuyển. Tôi thí dụ như ngày xưa Đức Phật chế giới là tỳ kheo không được leo cây. Tỳ kheo không được leo cây. Thế thì bữa hôm đó có một vị tỳ kheo đi khất thực, đi vô cái đi hơi hơi sâu từ ở trong rừng đi ra tới, thì gặp con cọp nó dí. Vị tỳ kheo này coi như quán phải bỏ chạy. Bỏ chạy được tới chừng không, như giữ đúng cái giới không được leo cây thì không biết làm sao, nó cuối cùng đu cành cây lên. Thế thì vị tỳ kheo này cứ âu lo. Âu lo là như vậy là Phật cấm, vậy mà mình vậy là coi như mình cũng phạm, mà dầu mình chưa leo mà mình đu cành cây đó thì cũng phạm 50-50, ví dụ vậy. Cho nên trong lòng mà khó chịu, ăn năn hoài, bây giờ cứ than thở với chư tỳ kheo bạn đồng tu, nói Như Lai chế cái giới vậy mà bây giờ vì hoàn cảnh cọp nó dí vậy đó, mà nếu tôi không leo thì tôi bỏ thân mạng này, mà tôi tu chưa tới đâu hết trơn á. Cho nên buộc lòng tôi phải đu cành cây lên, chứ còn không dám leo à, đu cành cây, đu hai cái chân hai cái tay đu lên cho cọp nó vồ không tới rồi nó bỏ nó đi. Như vậy cứ trong lòng cứ lo sợ phạm giới. Thì những cái điều này cứ than thở với huynh đệ của mình, mấy huynh đệ mới đưa lên tới nhờ Đức Thế Tôn phân tích chỉ dạy. Thế Tôn nói không, dầu là ta chế cái giới các ông không được leo cây nhưng mà cũng tùy hoàn cảnh. Thì nói vậy mình đủ hiểu rồi. Tại vì sở dĩ mà tỳ kheo không được leo cây là thời đó quý tỳ kheo mặc quần có một ống à. Mà tỳ kheo tăng thì đâu có như bây giờ mà mấy thầy mà diện như bây giờ mà phải đi mua quần nhỏ quần lớn gì mặc đâu. Thành ra phải có quần, lấy cái vải vấn đó thôi mà leo lên nó lòng thòng rồi thành ra ở dưới ta dòm lên ta coi không được. Cho nên cấm thì không được leo cây. Còn bây giờ có một thân một mình mà đi ngang cánh rừng gặp cọp nó dồ, ai người nào đâu, hoặc là có lỡ có leo cọp nó thấy nó cũng đâu có biết gì. Cho nên tôi nói, tôi xin phép các vị là thà không nói thôi, nói nó thẳng ra vậy đó cho nó dễ hiểu. Dù mà con cọp nó có lỡ nó dòm nó thấy lòng thầm nó cũng không biết gì. Tại vì đâu phải mà con đó là ông thầy tỳ kheo, đâu phải con cọp đực đâu mà nó biết là cái lồi của nó cái đó đâu. Nói cho nên các vị hiểu chỗ đó đó. Cho nên sở dĩ đó, giới của Đức Phật chế nó đặc biệt chỗ đó đấy. Cấm không leo cây là không được leo cây. Có ba tánh bụng đạo. Tại vì ba tánh bụng đạo đứng ở dưới mà ông thầy tỳ kheo leo lên mà có cái vấn, cái mắng vấn vậy thôi thì ba tánh bụng đạo dòm lên cái thấy nó kỳ. Nhất là có tính nữ vậy đó. Cho nên nhiều khi tôi các huynh đệ biết, để cho tôi nói thẳng, nói cái bằng phơi bài ra vậy các vị dễ hiểu lắm. Còn ai mà bắt cỡ, ai mà coi như là làm bộ, ai mà coi như là kỹ lưỡng quá không nghe thì nghỉ, không có sao hết, đừng có nghe rồi bắt lỗi bắt phải nghe, thứ ngu. Nghe mà bắt lỗi bắt phải là ngu. Người ta công lao, người ta ngồi, người ta phân tích cho các vị nghe để các vị hiểu. Chứ mắc mớ ông bà ông giải gì tôi đi nói mấy chuyện đó. Mà có những cái thứ mà nó ăn không ngồi rồi, ăn bả hèm, ăn cấm xấu á, nó canh coi tôi nói mà mấy cái đó, cái nó mượn cớ nó vô nó bình luận, nó nói thầy tu nó vậy đó. Đó là những cái thứ ngu chứ không phải khôn. Cái thứ đó là thứ mà ăn bả hèm, ăn cấm xấu á, chứ không phải mà khôn đâu. Còn bây giờ người ta
học đạo Liễu Nghĩa thì nói thẳng, nói ngay, nói trực vậy đó. Mình hiểu tầm bậy tầm bạ, mình hiểu méo mó, mình thấy nó là dơ nhớp là do mình. Đã học Liễu Nghĩa kinh là thị chư pháp không tướng, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cần là cần nói đúng nghĩa ra mãn tự giáo như vậy đó, để mình học đạo cho nó dễ dàng. Nên là tôi nói vậy là các vị có buồn, tôi chịu thôi, chứ tôi là thẳng thắn vậy đó. Như các huynh đệ thấy tôi không cũng mê gì, cũng mê mê lý tưởng của mình, giờ tục diệm truyền đăng, chứ các vị biết đó. Như bữa nay là từ hồi sáng 5 giờ cho tới 5 giờ chiều là chưa có ngồi được mà quán giờ đồng hồ. Ví dụ ngồi nói chuyện Phật tử thì ráng ngồi, chứ còn mà gọi là chưa có ngồi để nghỉ ngơi tĩnh tâm gì hết trơn, không có đặt cái lưng mà nằm xuống nữa vậy đó, mà giờ cũng phải ngồi nói vậy mà lòng nó vui lắm. Nhưng mà cái người nào mà nghe không vui nữa là coi như nghiệp nặng nề lắm đó. Mà hả, nghe không vui thì đừng bao giờ mình ngu si dại dột mà nghe nha. Nhớ, mình nghe cái ông thầy nào á, bà cái ông giảng sư nào mà nói mà không hợp lỗ tai mình thì mình đừng có ngu. Gọi là mình đừng có ngu mà nghe nữa. Nghe nữa là mà mình khó chịu là mình thuộc cái lỗi gì? Nghe pháp để an lạc, để tự tại, chứ đâu phải nghe pháp để ngu. Nghe pháp rồi để động màu, động mã, rúng rính thân tâm là ngu. Cho nên nó nghe mà nghe có an lạc, nghe mà có giải thoát, nghe mà có vui thì nghe, nghe mà có phát phát huy cái trí tuệ thì nghe, còn nghe mà không đồng ý mà khó chịu trong bụng là ngu đó. Ngu đó là ngu 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 di truyền, ngu ngu có tổ tông. Cho nên tôi muốn nói thiệt vậy để cho bớt đi những cái thành phần mà lăng nhăng lại nhại. Tôi giờ thương Phật tử là thương, nhưng mà tôi không có cần đông. Tôi nói thành thật vậy à. Bởi vì đạo không phải là mớ cá ương, không phải là mớ món hàng hết đát, mà phải đi nài người này, đi ép người kia, đi dụ người nọ để nghe. Đạo Phật không có phải mà phải cần số lượng cho đông, mà cần chất lượng. Còn thầy nào đó phái Phật tử cho đông tín đồ, cho đầy để mà mua đồ, để là mục đích, để mà lý tưởng gì đó là chuyện của ông thầy đó. Còn ông Phật Thích Ca Mâu Ni là một, Chư Lịch Đại Tổ Sư là hai, rồi mấy ông hòa thượng tu hành đạo cao đức trọng chân chánh là ba, rồi tới ông thầy khùng thiện tài này là bốn. Vậy đó, không có mưu đồ xoán đế đoạt ngôi tín đồ cho đông, để mà cất chùa cho lớn, làm tượng cho nhiều, không cần thiết. Giữ lập trường mấy mươi năm nay đều như vậy. Nghèo rớt mồng tơi, nghèo tới mức độ đi xin ăn, đi đi ra lấy lãnh đồ từ thiện ăn, lãnh mà 1 ký 1 bịch nho về còn 1/3 bịch nho, lựa ra còn 1/3 bịch nho ăn. Lãnh mà bắp cải thúi bên ngoài, gọt cái thúi dục lấy cái lỗi bên trong ăn vậy đó, chứ còn không có mà nói sái mà vũ khí mà nói khác cái điều không có nói. Tôi nói chân thành, nói thành thật vậy đó. Tại vì nói chuyện này là đâu phải mà tôi phải nói, bắt ai bắt buộc tôi phải nói để mà người ta trả lương trả công mình đâu, mà mình phải làm coi như là theo cái đặt hàng. Nói đạo là nói trực chỉ vậy đó. Vì vậy mà có hai thầy tỳ kheo phạm giới dâm và sát, luật sư Ưu Ba Ly cử xử tội đuổi khỏi tăng đoàn, cho rằng tội kia là trọng tội như đứt đầu, làm cho tâm người phạm hoang mang như sa vào hố thẳm. Lúc bấy giờ gặp Duy Ma, người hiểu thông kinh tạng, bào chữa mối nghi lo sợ, sửa sai mà tiếp tục tu hành. Quá rõ ràng tánh tội vốn là không, biết hối cải thì tội như tuyết sương sạch tan trong nắng xuân. Quan trọng là người có ý chí, có ăn năn, có hối cải hay không. Chỉ sợ cái người đệ tử nhà Phật gây tạo tội lỗi mà không
không không không biết đó là tội lỗi, không biết ăn năn, không không thành tâm ăn năn sám hối mà cứ cứ phạm hoài, chỉ sợ sợ điều đó thôi, sợ ăn quen nhịn không quen thôi. Cái tâm ta đó thì vốn xưa nay là tất cả chúng sanh đều có tâm Phật bất động, nhưng mà tại có lắm lúc cái tâm Phật nó bị lu mờ, bị che chắn bởi cái vô minh, bởi cái mê muội, cho nên mình mới tạo cái ác nghiệp, tạo cái nghiệp nhiễm ô. Nếu như mà ta biết làm những điều thiện, những điều tốt, thành thật ăn năn hối lỗi không tái phạm, thì cứ từ từ hóa giải những lỗi lầm kia. Cho nên đừng tưởng cái người mà không có mang tội, không có tạo tội là người nó mau thành Phật. Coi chừng à, ăn cướp mà buông gươm mới thành Phật, buông dao mới thành Phật, buông súng thành Phật. Chứ còn có những người hiền cứ rề rề vậy, ù ù cạc cạc vậy, ai nói gì cũng phải, ai nói gì cũng phải, ai nói gì cũng phải. Mấy thứ đó tu hành lâu lắm. Tu hiền thì được, tu tiên thì được, tu thiện thì được, chứ mà tu huệ là khó tu lắm, lâu lắm. Tuy nhiên thì người tu mà thông minh thì mau thành Phật, dễ thành Phật, chuyển hóa rất là dễ dàng. Nhưng mà đồng thời thông minh mà cũng dễ thành đọa lạc ác ma. Tôi cũng nhắc đi nhắc lại cái câu đó rất là nhiều lần. Cái tâm ta đó thì thật chất nó giống như cái hư không, tự nó thanh tịnh đã từ vô thủy mãi đến vô chung rồi. Nhưng mà trong bộ không này đó, thì dù ta có đốt bao nhiêu khói bụi nhiễm ô hư không vẫn hóa giải trong lành thanh tịnh. Tâm ta thì Phật ví như đất, từ xưa đến nay đất là nơi chôn biết bao nhiêu tử thi, dứt không biết bao nhiêu súc vật rác rưởi, hôi tanh dơ bẩn. Dù thế đất đều hóa giải tất cả, trở về cái tánh thanh tịnh hiền hòa. Tâm ta thì như lửa dùng để nướng thức ăn hay quả thiêu xác chết, lửa cũng hóa giải khiến thành tro bụi vào đất lành. Tâm ta như gió là cuốn theo bao nhiêu mùi vị rồi cũng tự hóa giải, không phân biệt lấy hay bỏ mùi vị nào đó. Thế thì tâm tâm ta Đức Phật ví dụ là như hư không nè, như đất nè, như lửa nè, như gió nè đó. Thì các vị thử cứ quán chiếu, muốn tâm mình là cái gì các vị cứ quán chiếu vậy. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chơn sám hối. Sở dĩ mà con người có tội là do từ cái tâm khởi, cho nên gọi là tội tùng tâm khởi. Mà cái tội do tâm khởi thì cũng phải đem cái tâm mà diệt nó. Chứ không ai tha thứ, không ai xóa tội cho mình được hết, chỉ mình ha. Ngoài đời thì tại vì cái luật pháp quốc gia, thì tại vì ý mình suy nghĩ rồi miệng mình nói, thân mình hành động, cho nên ý nó suối mà thằng thân nó phải chịu tù tội, nó phải chịu gông cùng xiềng xích, rồi tùy theo tội nặng nhẹ mà ở tù, hoặc là tù treo, hoặc là chung thân, hoặc là tử hình đó. Nhưng mà tử hình là tử hình cái thân thôi, chung thân là chung thân cái thân thôi, còn cái điều mà nó quan trọng là cái tâm kìa. Cho nên cái thằng tâm đó, nó ghê lắm, nó suy nghĩ, nó phát khởi, nó xúi, nó làm cho thằng thân hành động, thằng khẩu hành động. Thằng khẩu hành động là khẩu nó thốt ra lời nói, thằng thân hành động là thằng thân này nó cử động, nó dùng dao, dùng gậy, dùng súng, dùng bom, dùng đạn vân vân, nó làm ra muôn vàn cái tội lỗi đó. Mà do cái thằng ý đó, thằng ý nó xúi, nó bảo, nó sai, nó khiến. Nhưng mà tới chừng bị bắt đó, thì thật sự ra thì đâu có bắt được thằng ý, bắt thằng thân chịu. Rồi thằng thân nó chịu đó, rồi thằng 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 ý nó đi cùng, nó đi cùng, rồi nó đủ thứ vô vô trong đó. Rồi có khi nó bất bình, bất mãn, bất ý, bất an, bất ổn, nó đủ thứ mà không biết nó có ăn năn hối cải không, hay là nó còn suối, nó còn còn còn
Tao không biết bao nhiêu quan gia trái chủ nghi ngờ ở trong cái lao ngục tù đài tam giới này nữa. Vì vậy mà Đại Tổ Sư nhắc nhở ta là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Tâm diệt diệt thời, tội diệt vong. Và bài này hay quá. Giáo lý này phải là người có chủng tánh đại thừa nghe mới thấy sáng tỏ, thỏa mãn và an lạc ngay nơi thực tại. Khi Phật còn tại thế, có nhóm 6 tỳ kheo gọi là lục quần tỳ kheo kết thành bè đảng, không giữ luật nghi, làm những việc xấu xa. Và họ chính là những người mà làm cho nó duyên khởi ra cái vấn đề Phật chế giới cho người tu. Nhưng mà theo tư tưởng Đại Thừa thì đó là những người gọi là nội bí Bồ Tát ngoại hiện thinh văn, tức là bên ngoài hiện thinh văn phạm giới, nhưng mà bên trong bí mật hành hạnh Bồ Tát. Cho nên 12 năm đầu khi Phật thành đạo thuyết pháp độ sanh tiếp tăng độ chúng, Phật không có chế giới là vậy. Sau năm thứ 12 tới năm thứ 13 thì bắt đầu nó có những cái điều phạm phải thì Phật mới chế giới. Còn 12 năm đầu sau khi Đức Phật thành Phật thì chỉ có một giới duy nhất là đại đại là tổng giới, đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý mà thôi. Đó là cái giới của ba đời chư Phật truyền cho nhau, gọi là tổng thể của giới. Phật không bao giờ dùng quyền năng tối thượng tự đặt ra giới nào mà không có nguyên nhân cả. Do trong tăng chúng có người phạm lỗi, Phật mới chế ra giới luật ngăn cấm. Phật cùng các đệ tử đời sống rất bình thường, khi có vị tăng hay ni nào phạm lỗi, ngoài từ bi phân tích cho biết rằng những việc làm như vậy là ngăn trở đạo, khuyên họ sửa sai để trở thành thanh tịnh mới gọi là chế giới. Giới Phật chế bắt đầu từ năm thứ 13 sau khi thành đạo. Cho nên cái đoạn này cũng như cái đoạn trước đó thì có nhắc vị tỳ kheo dũng thí phạm giới dâm, phạm thí thì phạm giới sát. Mà thời đó thì ngài Ubali làm luật sư đệ tử đệ nhất về giới luật của Đức Phật, cho nên căn cứ theo giới cấm đã quy định, ngài quyết định tẩn xuất hai tỳ kheo ấy khỏi tăng đoàn vì đã phạm trọng giới. Bây giờ cư sĩ Di Ma Cật Cật là người coi như là đến thăm Đức Phật, là thấy hai vị tỳ kheo này đứng ở trước tinh xá khóc. Mà trở lại thì các huynh đệ biết rằng là cư sĩ Di Ma Cật á, là con người mà là cái người mà có năm việc bất tư nghì. Cư sĩ Di Ma Cật cái người có năm việc bất tư nghì. Thứ nhất là tập hợp chúng bất tư nghì. Thứ hai là thuyết pháp bất tư nghì. Thứ ba là trình diễn cảnh giới bất tư nghì. Thứ tư là pháp môn giải thoát bất tư nghì. Cái tập hợp chúng bất tư nghì, thuyết pháp bất tư nghì, trình diễn bất tư cảnh giới bất tư nghì, pháp môn giải thoát bất tư nghì. Rồi coi cái gì? À, và cái nữa đó là tất cả pháp của chư Phật ông đều thông suốt, không không sai sót, nghe như các vị Bồ Tát, cho nên gọi là con người bất tư nghì. Năm cái việc đó một vị cư sĩ bất tư nghì là không thể nghĩ bàn. Dầu là ông là thân cư sĩ nhưng mà ông bất tư nghì vậy đó. Cư sĩ mà người ta có một cái nhân duyên phước báo, người ta gọi là tập hợp chúng bất tư nghì. Nó giống như là ông giả vờ ông bệnh mà Phật sai bao nhiêu người không ai dám đi thăm, được cuối cùng thì cái người mà đi thăm ông Di Ma Cật đó là Đại Trí Văn Thù. Mà Đại Trí Văn Thù thì tất cả chúng nó ồ đây là hai ông ngon lành gặp nhau, cho nên vì vậy mà bao nhiêu tỳ kheo, bao nhiêu vua, bao nhiêu cư sĩ nam cư sĩ nữ, bao nhiêu chư thiên đều kéo nhau theo ngài Văn Thù để tới đây nghe hai ông này gọi là đấu lý với nhau, chứ không phải ta kéo tới ta nhiều chuyện đâu.
không phải kéo như mình ngày nay kéo tới đây nhiều chuyện, mà biết rằng ông Đại trí Văn Thù mà gặp cư sĩ Di Ma Cật thì phải là nói pháp, chứ không phải hai ông này gặp mà nói chuyện tào lao, nói chuyện binh tướng như chúng sanh mình ngày nay. Ở ngày xưa các bậc Bồ Tát thì giàu là Bồ Tát biểu trưng ha, gặp Bồ Tát thiệt của cuộc đời bằng xương bằng thịt, giàu là hàng A-la-hớn, gặp hàng Bồ Tát hay gì đó vân vân, tất cả các vị này người ta đã đạt cái cảnh giới bất tư nghị rồi, cho nên ta gặp ta nói chuyện bất tư nghị, chứ không phải như mình mà gặp rồi mình nói chuyện tào lao, mình đi nói xấu người này người kia. Giờ cái đám cư sĩ các vị ngày nay nó kỳ lắm. Tôi nói ra đụng chạm nha. Thậm chí đệ tử của mấy ông hòa thượng lớn giỏi đó mà gặp cái nói chuyện tào lao không à. Nói như quyển, nói vô ngã, nói là dây không, chứ ngồi ngồi lại cái là nói xấu người này xấu người kia, xấu thầy này xấu thầy nọ. Đã mình nói như huyễn, mình nói vô ngã, mình nói dây không thì còn cái gì mà xấu chứ tốt. Mà thấy thấy có cái hội Phật tử như huyễn gì đó, hội Phật tử vô ngã gì đó, hội Phật tử từ bi gì đó, hội Phật tử dây không gì đó, mà toàn là đưa mấy cái bài băm hành, băm tỏi, tanh tanh rình ha. Tôi nói vậy đó, tôi chọc tùm lum vậy cho chúng ghét tôi chơi vậy đó. Ngu gì chọc chúng ghét, mà đây là thương mới nói. Đó là mình hội hội học trò như huyễn, hội học trò dai không, hội học trò liễu nghĩa rồi thì còn con mẹ gì ở trong đó nữa đâu mà ngồi đó mà băm hành băm tỏi ra cho nó hôi rình trong cái trang của mình đó. Đã gọi là như huyễn rồi, đã gọi là dai không rồi. Trời đất ơi, dùng cái danh từ hay lắm. Thay vì nói cái hội này là cái hội tựa lưa đi, cái hội mà cái hội này hội pháp phá tà đi. Ví dụ như tôi vậy, tôi là hiển dương chân lý, mà đã hiển dương chân lý thì có thể phá tà để hiển chánh được. Mình còn dùng cái danh từ nó chưa đến đổi mà gọi là xuyên suốt rồi viên mãn. Đó là nói hiển dương thì còn phá tà, còn mà nói là như huyễn rồi mà còn viết tào lao trong trọng. Thấy có mấy anh đó, học hành thì đọc được gì cũng công nhận là đọc nhiều, tôi biết là mấy anh học nhiều cũng xưng là cư sĩ này cư sĩ nọ, mà các vị biết cái chữ xưng nội mà vỗ ngực xưng tên mình cư sĩ thôi là mình cũng đã là ngã mạn rồi đó. Thí dụ như tôi quý Phật tử, tôi biết quý vị là bậc hàng có cái tâm tâm đạo, có cái tâm hướng thiện hướng thượng, thì tôi gọi là chào đạo hữu, chào cư sĩ Phật tử. Còn chữ cư sĩ là cái người mà ẩn cư, cái người mà thoát quyết quyết lòng thoát tục. Cư sĩ là người ẩn sĩ thị danh cư sĩ. Còn cư sĩ gì mà tối ngày gì viết lăng nhăng lai nhại, viết hưu viết cuội viết trăng viết sao, đã còn đạo mà còn ngôn ngữ còn văn tự thì chưa phải là như huyễn, chưa phải là dai không. Mà đã là như huyễn rồi thì có cái gì đâu mà phải quấy mà hơn thua mà chỉ trích. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết là mình nói cái gì thì mình phải dùng cái danh từ đó cho nó trúng. Ví dụ như đây, tôi là hội Phật tử quyết chí bảo vệ chánh pháp, diệt trừ những cái tào lao thì được, nói những cái tào lao ra được để mà đã phá để mà diệt trừ. Còn mà mình đã để là hội học trò như huyễn rồi, đã như huyễn rồi mà còn viết binh tướng, viết tào lao, viết chuyện dơ bẩn ở trong đó. Đã dơ bẩn là nó đâu có phải thuộc 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 huyễn ở trong đó. Đã huyễn rồi thì bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất nhất bất nhị bất khứ bất lai bất thường bất đoạn. Cho nên vậy mà tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ cố gắng, đây là cũng có tình thương huynh đệ trong nhà,
Nói vậy đừng có giận tôi, ai giận thì ngu đáng chịu. Tôi nghĩ sao tôi nói vậy à? Đó, cho nên ông Di Ma cạ kiệt cho ông được cái cổng là một cái người cư sĩ thật sự à, tại vì ông được cái gọi là giải thoát bất tư nghì đó. Cho nên ông có cái pháp môn gọi là giải thoát bất tư nghì, không thể nghĩ bàn. Một con người cư sĩ mà không hề vướng bận, thậm chí vô trà đình tửu điếm bạc bài, vô nơi mà đĩ điếm vậy đó mà ông nói là vô trong đó cũng như ở ở ở cực lạc, cũng như ở cảnh giải thoát vậy thôi. Bởi vì phải phải vô đó để lôi người ta ra, quá độ người ta. Vì ông đã gọi là giải thoát bất tư nghì mà. Cho nên khi mà Ngài Di Ma Cật tới thăm Đức Phật là thấy hai ông thầy tỳ kheo đứng khóc. Khóc rồi hỏi sao khóc, nói vậy tôi phạm giới. Rồi tôi phạm giới cho nên Upali đuổi tôi là luật sư Upali quyết định căn cứ vào giới luật của Phật thì đúng, tôi đúng như vậy, tôi phạm giới thiệt, ta cũng chịu, ta phạm giới. Rồi ông Di Ma Cật hỏi chứ giờ hai ông còn muốn tu không? Nói dạ muốn, nhưng mà giờ tôi phạm giới rồi tu sao được. Rồi cuối cùng ông Di Ma Cà có dẫn vô ông trình với Đức Phật, dẫn vô trình Đức Phật, dẫn vô trình với luật sư Bali thì đều không phải là muốn làm gì làm, dẫn vô thì cũng xin thưa bạch Thế Tôn, thưa tôn giả Bali, theo như là Thế Tôn đã thường dạy đó là tội tùng tâm khởi tùng tâm sám vậy đó, và tánh tội nó vốn không. Thì bây giờ thì căn cứ vào cái luật thì mấy ông này muốn tu nữa à, thôi thì Đức Thế Tôn nói tôn giả Ông Bali nói đúng, hai thầy kia người ta phạm tội, ta chấp nhận, ta xả giới rồi, bây giờ muốn tu nữa thì phải làm lại từ đầu, phải làm lại từ đầu, phải hết lòng để phục vụ cho chúng, phải hết lòng xả cái bản ngã, chịu khó mình làm lại từ đầu vậy không gì. Đó thì hai thầy chịu, bởi người ta tha thiết ta tu mà. Cái người mà tha thiết tu rồi thì không có bản ngã, thậm chí cái bản ngã bị chà đạp, bởi vì mình có tội thì người ta chà đạp mình cũng không có gì mà phải sợ sệt, phải tự ái hết trơn, vậy nó mới mau tiêu tội cấu. Còn mà cái người mà cái bản ngã to hỉnh hỉnh lỗ mũi như tôi nói đó, giờ nay tôi thấy mà mấy ông thầy mà có chức càng lớn ngồi họp, ngồi trên cao, Phật tử dưới nó đặt cái máy quay phim nó quay lên, ông nào lấy cái lỗ mũi nó cũng sỉnh lên vậy nè. Các vị ngồi dòm kỹ hơn nha. Mấy ông thầy mà người ta tu thiệt, người ta có đạo đức á, kẹt lắm người ta mới ngồi lên cao như vậy nè. Ngồi lên cao mà ta nhắm mắt lại, người ta không có để ý có ai lại hết trơn á. Lỗ mũi nó hiếp vô nó khác như nè. Còn mấy thằng cha mà nó phá danh phá vọng á là nó ngồi nó mắt nó lấp lia, ai lại nó phái lắm mà lỗ mũi nó dính lên vậy nè, bị nó nở lỗ mũi nó dính lỗ mũi lên vậy nè, trời Phật ơi. Tôi nói thiệt vậy à, các vị dòm coi, dòm cái bây giờ là coi như là cái lễ nào, lễ lễ bổ nhiệm trụ trì hay là lễ đại hội Phật giáo huyện Phật giáo tỉnh hay là lễ trai tăng hay là lễ tổng kết gì đó, các vị nhìn cái hàng mà ngồi trên mà cho người ta lại đó, nhìn cái là biết ông nào mà lỗ mũi dính lên vậy là biết là mấy nói nó không tu hành khỉ khô gì hết trơn á, nó ăn nhậu không á. Nhưng mà điều nói vậy thôi chứ còn á, nó kệ đó, nó làm tội rồi mai mốt á nó làm mấy con vịt trời mà tôi đi cho ăn đó, rồi tới chừng mà nó khổ quá rồi nó rụng lông nó cũng làm thầy chùa trở lại, nó cũng thành Phật hà. Là quan trọng là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên tôi ra tôi cho vịt trời ăn á, tôi nói ồ trong này có thầy chùa Bà Giải trong này nè, đó thiệt vậy đó, chứ không phải tôi nói chơi đâu. Lời tôi nói là chân ngữ giả chứ không phải là tôi nói chơi đâu. Nói nghe thì tưởng đâu nói chơi, tưởng đâu hỗn hào nhưng mà thiệt vậy đó. Nhưng mà bây giờ nó khổ quá rồi, cho tới một ngày nào đó nó hết cái khổ đó, nó rụng lông rồi nó thành người. Nghĩa là điều không phải tự nhiên con vật mà rụng lông thành người nghe, mà có nghĩa là cái dòng luân hồi trả dai dai trả dòng nhân quả đó, cho tới nó hết cái tội cấu rồi cái nó đủ cái phước nó thành người rồi cũng cạo đầu vậy tu nữa, cạo đầu tu mà ráng cố gắng nhớ cái khổ ở súc sanh vậy đó là tu thành Phật à.
cũng như Đức Phật phát tâm tu hành từ khi Đức Phật còn khổ đau trong địa ngục A Tỳ đó. Thôi, đã, nói nhiều đã, không nói nữa. Tôi thích vậy đó, nói đã, nhiều đã, không nói nữa. Thôi, cảm ơn các vị lắng nghe. Và mong rằng các vị chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe. Như tôi đã nhắc nhở là không có gì phải sợ hết. Thậm chí ai có vô comment nói xấu tôi, các vị cứ hoan hỉ cười tươi luôn. Vậy hả? Vậy thôi. Nhờ người ta nói xấu mà ta đưa cái giá trị của mình đi lên đó các vị. Chúc lành toàn thể quý huynh đệ.